Da mặt nhạy cảm và các dấu hiệu bạn nên biết. Mặc dù làn da nhạy cảm có thể xuất hiện ở mọi nơi trên cơ thể, nhưng rõ ràng nhất là ở vùng mặt. Tình trạng da nhạy cảm xuất hiện khi hàng rào chức năng tự nhiên của da bị tổn thương, gây mất nước và cho phép các tác nhân bên ngoài xâm nhập trong da. Các triệu chứng này nặng hơn ở vùng mặt do da mặt tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, một số thành phần trong mỹ phẩm và chất làm sạch da. Dấu hiệu nhận biết da nhạy cảm không hề khó. Da nhạy cảm là loại da khó chiều chuộng nên bạn có thể dễ dàng nhận biết chúng. Cùng tìm hiểu xem da của bạn có được xếp vào nhóm cần được chăm sóc đặc biệt không qua những dấu hiệu nhận biết da nhạy cảm dưới đây nhé. Làn da không ổn định, có lúc rất nhiều dầu nhưng cũng có lúc rất khô, đặc biệt dễ nổi mụn và viêm nhiễm khi sử dụng những sản phẩm trị mụn không phù hợp. Chính do tính nhạy cảm nên da không thể chịu tác động từ những sản phẩm không phù hợp, bởi các thành phần trong sản phẩm càng nhiều thì mức độ phản ứng lại của da càng cao, từ đó dẫn đến hiện tượng tiết nhiều dầu hơn hoặc mất đi độ ẩm vốn có. Da ửng đỏ từng mảng và có những nốt mẩn đỏ. Hiện tượng ửng đỏ xuất hiện khi hàng rào bảo vệ da bị tác động và tổn thương. Ví dụ một cách dễ hiểu, cũng giống như hiện tượng cháy nắng, đó là lúc làn da bị thương tổn bởi tác nhân ánh nắng mặt trời và cần thời gian để hồi phục. Da rát khi bị trà sát nhẹ hoặc cũng có thể da có hiện tượng châm chích và rát bỏng bởi ánh sáng, nhiệt độ vì hàng rào bảo vệ da rất yếu, không thể kháng lại những tác nhân nhiệt độ và môi trường, cũng như những yếu tố cơ học đôi khi chỉ ở mức bình thường nhưng cũng có thể gây tác động lớn đến làn da. Khi sử dụng mỹ phẩm, da nổi những mụn đầu trắng li ti kèm những mảng đỏ. Hương liệu trong mỹ phẩm là nguyên nhân chính gây ra sự kích thích đối với da nên những dấu hiệu đó đang thể hiện cho bạn thấy làn da của bạn nhạy cảm và nó sẽ dễ chịu hơn khi bạn chọn những sản phẩm không có mùi hương và dịu nhẹ hơn. Da thô ráp, khô và xuất hiện nhiều vẩy. Đối với da nhạy cảm, do lớp bảo vệ da đã suy yếu và không còn hoạt động đúng chức năng nữa nên không những cho phép các tác nhân kích thích làm thương tổn da mà còn cho phép nước thoát ra ngoài nhiều dẫn đến tình trạng da khô ráp. Và cũng chính vì không thể điều chỉnh để duy trì độ ẩm cần thiết nên da rất dễ bị bong chóc, ảnh hưởng lớn đến tính thẩm mỹ của da. Cải thiện tình trạng da mặt nhạy cảm qua lối sống. Một chế độ ăn giàu các chất oxy hóa, ví dụ vitamin A, C, E và các loại dầu thực vật tự nhiên hay dầu cá có thể giúp làn da phục hồi lại tình trạng khỏe mạnh. Thậm chí trong những ngày có mây, da mặt cũng phải tiếp xúc với tia UV. Sử dụng kem chống nắng thường xuyên để tránh các ảnh hưởng gây hại, nên tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt trời vào khoảng từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Khi lựa chọn sản phẩm kem chống nắng, tránh các sản phẩm có chứa các chất gây kích ứng da như hương liệu. Các thành phần hoạt tính. Nghiên cứu cho thấy một số các thành phần hoạt tính, phần lớn có nguồn gốc tự nhiên, đã được chứng minh là có thể làm giảm tình trạng nhạy cảm của da. Các thành phần này có sẵn trong các sản phẩm chăm sóc da, do đó rất dễ để sử dụng chúng để làm sạch và dưỡng ẩm da thường xuyên để có thể bảo vệ làn da. Repandenol là một dẫn xuất của vitamin B, giúp làm giảm sự mất nước giữa các biểu bì thông qua việc kích thích quá trình tự liền da và làm mới da. Nó thúc đẩy quá trình tái tạo da và làm chức năng bảo vệ tự nhiên của da mạnh lên, giữ da khỏe và có độ đàn hồi tốt. Tương tự, glycerin giúp duy trì độ ẩm cho da bằng cách hoạt động như một chất giữ ẩm, có nghĩa là chúng sẽ thu hút và giữ các phân tử nước. Khi các thành phần này được tổng hợp với pH 5 da tay búp phe, chất giúp phục hồi độ pH tự nhiên trên da cho phép các enzyme của da hoạt động trở lại bình thường, duy trì độ ẩm và tăng sức đề kháng của da đối với các chất gây kích ứng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé!